cảm ơn quý vị đang theo dõi video. Ở video này, KTV xin chia sẻ cùng quý vị săn airdrop trên cái ví Sepal. Và đây là cái chương trình airdrop được diễn ra từ ngày 16 tháng 11 năm 2022 đến ngày 30 tháng 11. Thì quý vị là những người dùng mới, tức là quý vị muốn nhận được airdrop từ cái chương trình này, quý vị phải cài đặt cái ứng dụng ví Sapan hoàn toàn mới, và quý vị phải lấy cái mã giới thiệu mà KTV để bên dưới, hoặc là cái mã giới thiệu ở trên cái màn hình. Đây, thì đây là một cái ví hoàn toàn mới mà KTV đã tải và cài đặt rồi. Chưa có gì ở đây cả. Thì KTV sẽ không đi sâu về cái vấn đề cài đặt như thế nào. Đó. Bây giờ, để làm được airdrop, KTV sẽ phải chuyển BNB BEP20 vào để làm phí mạng, cũng như là chuyển USDT hoặc là USDC hoặc là BUSD BEP20 để giữ hầu hết cái tháng 11 này. Rồi, trước hết KTV sẽ vào cái DApp này, vào DApp, chọn vào cái Sapan Airdrop đó. Ở đây quý vị trước hết phải nhập cái đường dẫn giới thiệu này, chọn vào cái phần referral, chọn vào join, vuốt màn hình lên, nhập cái mã giới thiệu. Đây, quý vị phải nhập chính xác mã giới thiệu N V K M 3 I V K V N 2 Q. Rồi quý vị kiểm tra lại chính xác chưa? Trường hợp quý vị mà tải cái app này theo cái mã QR code trên màn hình thì quý vị không cần phải nhập cái mã này. Rồi, chọn vào file. Ok, bây giờ KTV sẽ trở lại cái phần ví. KTV sẽ lấy cái địa chỉ BNB BEP20 để chuyển BNB vào đây để làm phí mạng lưới. Chọn vào nhận. Và KTV chuyển rồi. Và đến đây thì KTV đã chuyển BLB và USDT BEP20 vào cái ví. Quý vị cần lưu ý là quý vị phải có BLB để làm phí mạng. Thứ hai là quý vị giữ USDT hoặc là BUSD BEP20 ở cái ví này cho đến hết tháng 11 năm 2022. Đây là cái điều kiện bắt buộc. Quý vị lưu ý nha, bắt buộc. Còn những cái nhiệm vụ khác quý vị có thể làm hoặc không làm. Nếu quý vị làm được nhiều nhiệm vụ thì cái phần thưởng airdrop sẽ được nhiều. Rồi, tiếp theo KTV sẽ thực hiện swap trực tiếp trên cái ví này để nhận được phần thưởng airdrop và hoán đổi, trao đổi. Ở đây KTV sẽ chọn USDT BEP20, bên dưới chọn là BUSD BEP20. Và KTV sẽ chọn tối đa, chọn trao đổi. Xác nhận. Nhập mật khẩu. Xác nhận.
trao đổi. Nhập lại mật khẩu một lần nữa. Chọn vào xác nhận. Rồi, quý vị hãy chờ cái lệnh swap này cho nó thành công. Ok, đã thành công. Bây giờ KTV sẽ back lại vào DApp. Chọn vào Airdrop. Thì ở đây KTV sẽ giữ 100 BUSD trên cái ví. KTV sẽ chọn vào Join. Chọn Verify để xác nhận. Rồi, back lại. Cái nhiệm vụ vừa nãy KTV đã swap thành công 100 đô trên ví. KTV cũng join vào cái nhiệm vụ này. Chọn vào Verify. Trở lại. Và cứ như vậy, ở đây có rất nhiều các nhiệm vụ. Quý vị có thể kết nối ví với lại ví trên cái truyền duyệt web này. Rồi quý vị có thể hoán đổi giao dịch mua bán trên cái sàn Binance. Đó, và quý vị có thể mua trực tiếp này, rồi mua ví cứng. Thì đây là những cái nhiệm vụ không bắt buộc. Trường hợp nếu quý vị làm hết được các nhiệm vụ này thì cái phần thưởng nhận được càng nhiều. Nhưng điều kiện bắt buộc để nhận được ở đây thì quý vị cần phải để 100 USDT hoặc là BUSD ở cái ví này hết tháng 11. Đó, KTV nhấn mạnh lại đây là cái nhiệm vụ bắt buộc. Còn những cái nhiệm vụ khác thì quý vị làm cũng được, không làm cũng được. Làm được nhiều thì được hưởng nhiều. Ok, và đến đây KTV xin kết thúc video này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi video. Nếu thấy video hay và hữu ích, quý vị đừng quên chia sẻ, theo dõi, đăng ký kênh.